Đứa con trai đầy bản lĩnh này sẽ không chết dễ dàng như vậy. Sự mất tích đầy uẩn khúc của Vĩnh Phúc tưởng như đã đặt dấu chấm hết cho niềm tin vào tình yêu và ước mơ hạnh phúc của Ngọc Hân. Cảm ơn bài học của cậu về tình yêu. Tôi chưa bao giờ coi em là tối tới trong nhà. Hân à, anh yêu em. Nhưng tình cảm chân thành của Vĩnh Đức một lần nữa khiến trái tim cô xao động. Và đám cưới ấy có đưa đời Hân đến bến đỗ bình yên. Diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Lời Nguyền 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 trên truyền hình Vĩnh Long 1.